bà cố đang bị sốt ở trên nhà. Bây giờ mình sẽ dẫn Linda với Kun đi thăm bà cố nha mọi người. Trước đi thôi, ai sốt? Đi thăm bà cố đi. Đi nào Linda, nước cho bà cố nha. Đi ra đây nào. Lấy cho con bộ lóc bò hút. Lạnh. Không lạnh. Đi ra đây Kun. Không một giỏ đồ chơi đi chơi. Một giỏ đồ chơi. Bà cố đi. Cho mày cái xe coi. Cho cái nha. Cho. Không có hả? Cho một cái đi. Bao nhiêu ạ? Rồi. Chờ xíu nha. Chờ một xíu. Kêu bà cố đi. Ba. Thôi bà cố. Mình có bị sốt. Bị sốt đúng rồi. Này cho bà. Đi nay cho bà cố một lớp bò hút nha. Màu. Cô đi ra đây nè. Chỗ đây không bà cố hả rồi. Đi nè. Đi nè rồi bà cố hả. Ừ thăm bà cố. Nè thấy không? Một nút, hai nút nè thấy không? Okay. Nên đang ngồi đó. Nên hỏi đi, hỏi bà cố có mệt không? Rồi bà cố ho kìa. Cũng có hắt xì kìa. Thấy không? Chơi bà cố. Dưỡng chân này. Được chứ. Nhiều sữa mà. Con bé không bú. Bé ít bú về đêm nó không bú nhiều. Mình để một cân hết. Rồi để cho ba. Không bú nhiều thành ra là bị dư sữa. Còn hai à. Sữa hai bên căng nhưng mà nó bú ít. Ban ngày cũng bú ít, nó ngủ nhiều hơn là bú. Làm trong cái ái cái nút mà cái nữa rồi cháu. Nếu mà cố rồi đừng bắt tóc bạc cố chứ. Tóc bạc cố bạc phơi rồi nó nói nè. Cháu mắc bạc cố á. Thăng mất rồi. Mất bữa bóng rồi đây. Nó đi lạc hả? Anh đi bà cụt cái xe. Bữa đó con dắt cái xe ra cái bò cũng dắt con cháu bà cụt. Ông biết bà cụt trang biết bò dạng cái khép nồng kỹ chứ phải. Khuya khách nó dạy đi đá không thấy gì. Mắt bị hôm tới 29, 61. Mắt luôn. Trời. Ừ. Chắc tưởng đang ở trong lò mổ dễ lắm nha. Anh họ uống hết trời chứ mà còn ngồi im đi mà chó thiệt to. Nuôi lâu chưa bà con? Mấy năm rồi, cháu giờ ngắt rồi. Con đứa con nít kìa. Con nít đó bà cô. Rồi bà cố. Chơi khiêm. Đừng có khóa đồ của bà trong điểm rồi bà về bà chỉ nghe con. Không phá ra đâu. Dưỡng kinh vậy ạ.
chơi với bà cô. Trắng, trắng. Trắng đâu? Đâu đâu đâu? Không. Trắng đâu mà đâu? Trắng, trắng, trắng bà cô. Kinh chưa? Linda bú vui nè, bú vú của Linda đâu? Bú vú nè, bú vú nè. Trường lên tới đó luôn. Trường đi đâu mà xa dữ vậy? Con chơi bà cố ơi. Chơi bà cố xuống nữa ơi. Ăn phải là bà rồi. Con nói gì vậy con? Tiếng gì á? Tiếng Thái Lan à? Nào, đây đưa nước gì đi mở cho bà cố con nha. Đây, đưa nước cho bà cố. Nào uống không? Cô ngồi dậy uống nước nha. Cô ngồi dậy nè. Ôi trời ơi trời ơi. Cái này tối vậy nó ngủ nè. Cho bà cô uống trước nha. Ồ con khỉ đi. Đưa ra nhìn ra. Em muốn không? Em ơi. Nước hả? À? Con ơi. Rót đi bà con. Thôi được rồi bà con. Cho anh Quân này. Tên là chờ chị một xíu nha. Không nữa hả? Trời ơi. À Linda ok. Linda này. Linda này. Linda uống này của Linda này. Uống này, uống này. Trời ơi, mà chấm mà múc vào. Để nước tiếng rồi. Thôi đừng có đổ vậy, em uống được. Được chưa, vô chưa, vô chưa. Trời chắc chà, trời ơi. Ai gì phải đổ cho, hả miệng ai gì phải đổ cho. Lên nè em uống. Lên nè. Lên nè.